Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa, thứ sáu ngày 21 tháng 7. Thưa quý vị, sáng nay ông Hà Quốc Trị, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh cùng đoàn công tác tỉnh ủy đã có buổi làm việc với Huyện ủy Diên Khánh về công tác phát triển Đảng trong 6 tháng đầu năm 2023, đồng thời triển khai phương hướng nhiệm vụ trong những tháng cuối năm. Qua báo cáo cho thấy huyện Diên Khánh vẫn còn gặp không ít khó khăn trong công tác xây dựng Đảng, phát triển Đảng. 6 tháng đầu năm 2023, Đảng bộ huyện đã kết nạp được 48 đảng viên, đạt 40% kế hoạch đề ra. Công tác thẩm tra hồ sơ, quy trình xem xét kết nạp đảng viên vẫn còn một số vướng mắc. Giải pháp tạo nguồn phát triển đảng viên trong các ngành y tế, giáo dục, các đơn vị kinh tế tư nhân chưa đạt yêu cầu. Huyện ủy Diên Khánh cũng nhìn nhận một số cấp ủy tổ chức Đảng nhận thức chưa đầy đủ về tầm quan trọng của công tác phát triển đảng viên, chưa xác định đây là nhiệm vụ trọng tâm, thiếu kiểm tra đôn đốc. Kết luận tại các buổi làm việc, ông Hà Quốc Trị ghi nhận những kiến nghị khó khăn của địa phương trong công tác phát triển Đảng thời gian qua, đề nghị thời gian tới huyện ủy Diên Khánh cùng các xã thị trấn cần chủ động hơn trong việc xây dựng chương trình kế hoạch cho công tác phát triển Đảng, tập trung hơn phát triển đảng viên trong các cơ sở y tế, trường học, doanh nghiệp kinh tế tư nhân trên địa bàn. Sáng nay tại Hà Nội, Bảo hiểm xã hội Việt Nam tổ chức hội nghị trực tuyến sơ kết công tác chuyển đổi số, triển khai đề án 06 của Chính phủ 6 tháng đầu năm 2023, triển khai nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2023 và đánh giá kết quả thí điểm ứng dụng xác thực sinh trắc học. Tại đầu cầu Khánh Hòa có đại diện cơ quan Bảo hiểm xã hội tỉnh cùng các sở ban ngành liên quan. 6 tháng đầu năm 2023, ngành Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã đạt được nhiều kết quả tích cực, nổi bật trong triển khai đề án phát triển ứng dụng dữ liệu dân cư, định danh và xác thực điện tử, phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn năm 2022-2025, tầm nhìn đến năm 2030 của Chính phủ, gọi tắt là đề án 06. Trong đó, Bảo hiểm xã hội Việt Nam là đơn vị đầu tiên kết nối thành công với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư ngay khi được đưa vào vận hành chính thức. Tính đến ngày 15 tháng 7 năm 2023, hệ thống của Bảo hiểm xã hội Việt Nam đã xác thực trên 88 triệu thông tin nhân khẩu. Toàn quốc đã có 12.519 cơ sở khám chữa bệnh, triển khai khám chữa bệnh bảo hiểm y tế bằng căn cước công dân gắn chip, đạt 97,7%. Tại Khánh Hòa, tính đến ngày 17 tháng 7, đã có hơn 1 triệu người đang tham gia bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế, bảo hiểm thất nghiệp, được xác thực cơ sở dữ liệu quốc gia về bảo hiểm với cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, chiếm trên 89%, hoàn thiện kết nối với cổng dịch vụ công trực tuyến, khám chữa bệnh bằng thẻ căn cước công dân gắn chip, tích hợp bảo hiểm y tế đạt 89%. Cũng tại hội nghị, Cơ quan Bảo hiểm xã hội Việt Nam cùng với các bộ ngành trung ương đã đề xuất kiến nghị các giải pháp tháo gỡ những khó khăn vướng mắc để nâng cao chất lượng, hiệu quả việc thực hiện nhiệm vụ, đưa ra phương hướng kế hoạch triển khai công tác chuyển đổi số, thực hiện đề án 06. Chiều qua, Huyện ủy Cam Lâm tổ chức hội nghị tổng kết 10 năm thực hiện nghị quyết số 25/2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng khóa 11, 5 năm thực hiện kết luận số 43/2019 của Ban Bí thư Trung ương Đảng khóa 12 về tiếp tục thực hiện nghị quyết số 25 về tăng cường và đổi mới sự lãnh đạo của Đảng đối với công tác dân vận trong tình hình mới. Thời gian qua, Ban Thường vụ Huyện ủy đã tập trung lãnh đạo chỉ đạo tăng cường xây dựng Đảng về chính trị, tư tưởng, đạo đức, nâng cao nhận thức của đội ngũ cán bộ các cấp đảng ủy, chính quyền, mặt trận, các tổ chức chính trị xã hội và các tầng lớp nhân dân về vai trò vị trí công tác dân vận trong tình hình mới, tập trung giải quyết kịp thời có hiệu quả những bức xúc chính đáng của nhân dân. Nhiều mô hình trong phong trào thi đua dân vận khéo triển khai hướng về cơ sở như phong trào 503 sạch, phong trào hiến đất làm đường giao thông nông thôn, chung tay xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh, từ đó tập hợp quần chúng cũng như phát huy được vai trò của đoàn viên, hội viên, cốt cán chính trị, tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua, góp phần phát triển kinh tế xã hội, giữ gìn trật tự an toàn xã hội trên địa bàn. Tại hội nghị, 6 tập thể và 6 cá nhân đã có thành tích xuất sắc được khen thưởng. Ủy ban Nhân dân huyện Diên Khánh chiều qua đã tổ chức cuộc họp đẩy nhanh việc thực hiện số hóa dữ liệu, sổ hộ tịch năm 2023 trên địa bàn huyện. Tính đến ngày 12 tháng 7, huyện Diên Khánh đã số hóa dữ liệu sổ hộ tịch gần 22.300 hồ sơ, đạt tỷ lệ 12,7% kế hoạch, còn hơn 152.600 hồ sơ chưa số hóa. Tiến độ số hóa của huyện còn chậm, tỷ lệ số hóa còn thấp so với các địa phương khác trong toàn tỉnh. Tại cuộc họp, đại diện các đơn vị địa phương đã trao đổi một số nội dung liên quan đến việc phối hợp thực hiện các nhiệm vụ, những thuận lợi khó khăn còn vướng mắc ảnh hưởng đến quá trình thực hiện số hóa dữ liệu sổ hộ tịch trên địa bàn huyện. Ủy ban Nhân dân huyện thống nhất sử dụng nguồn kinh phí cấp huyện hỗ trợ cho các xã, thị trấn để thực hiện số hóa dữ liệu sổ hộ tịch theo kế hoạch, giao phòng tư pháp theo dõi, hướng dẫn nghiệp vụ chuyên môn theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Nhân kỷ niệm 76 năm ngày Thương binh Liệt sĩ 27 tháng 7, chiều qua Ủy ban Nhân dân thành phố Cam Ranh đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu tại địa phương.
Đoàn đã đến thăm tặng quà các gia đình chính sách tiêu biểu là thương bệnh binh, gia đình liệt sĩ bị tù đày, người có công cách mạng ở địa phương. Tại những nơi đến thăm, đoàn đã ân cần thăm hỏi sức khỏe các gia đình, bày tỏ tình cảm, ghi nhận những đóng góp to lớn của các gia đình thương binh trong các cuộc kháng chiến, cũng như trong xây dựng bảo vệ Tổ quốc. Mong muốn các gia đình tiếp tục phát huy truyền thống cách mạng là những tấm gương sáng, vận động con cháu tích cực lao động, học tập, tham gia phát triển kinh tế. Dịp này, thành phố trao tặng mỗi gia đình một suất quà trị giá 1 triệu đồng. Cam Ranh có 50 gia đình chính sách tiêu biểu được thành phố tổ chức các đoàn đi thăm tặng quà trong dịp 27 tháng 7 này. Chiều qua, huyện Khánh Sơn đã khai giảng lớp bồi dưỡng truyền dạy sử dụng nhạc cụ đàn đá Khánh Sơn cho 56 học viên là thanh thiếu niên, học sinh, giáo viên âm nhạc trên địa bàn huyện. Lớp học diễn ra từ ngày 20 tháng 7 đến ngày 20 tháng 8. Các học viên sẽ được truyền dạy hướng dẫn những kiến thức cơ bản để có thể biểu diễn được nhạc cụ đàn đá nhằm phục vụ các hoạt động văn nghệ quần chúng cũng như lễ hội trong cộng đồng, từng bước đưa đàn đá Khánh Sơn ngày càng phổ biến hơn trong cuộc sống của người dân địa phương, góp phần bảo tồn phát huy giá trị nhạc cụ truyền thống của đồng bào dân tộc thiểu số Rắc Lây. Lớp học là hoạt động nằm trong dự án bảo tồn phát huy giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp của các dân tộc thiểu số gắn với phát triển du lịch thuộc chương trình mục tiêu quốc gia phát triển kinh tế xã hội vùng đồng bào dân tộc thiểu số và miền núi giai đoạn 2021-2025 trên địa bàn huyện. Đây là lần thứ hai huyện Khánh Sơn tổ chức lớp bồi dưỡng truyền dạy đàn đá cho người dân địa phương. Lớp đầu tiên được tổ chức năm 2022 với 32 học viên tham gia. Hội thi thiếu nhi kể chuyện sách tỉnh Khánh Hòa năm 2023 vừa được Sở Văn hóa và Thể thao, Thư viện tỉnh phối hợp với Ủy ban Nhân dân huyện Vạn Ninh tổ chức vào sáng nay. Hội thi thu hút 16 thí sinh tham gia kể chuyện và 130 diễn viên quần chúng đến từ 8 huyện thị thành phố trên toàn tỉnh tham gia. Với chủ đề Khánh Hòa trong trái tim em, 8 thí sinh lứa tuổi nhi đồng và 8 thí sinh lứa tuổi thiếu niên sẽ kể một câu chuyện về một vùng đất, địa danh hay danh nhân yêu nước của tỉnh Khánh Hòa. Với sự chuẩn bị chu đáo về trang phục, đạo cụ, múa minh họa, thêm vào đó là những hình ảnh tư liệu đã khắc họa đậm nét qua mỗi câu chuyện kể. Đây là dịp để mỗi thí sinh trang bị cho mình những kỹ năng kể chuyện, bồi dưỡng thêm tình yêu quê hương đất nước, vùng đất, danh nhân, con người để mình sinh sống. Cũng là dịp để các em giao lưu, học tập và tìm hiểu thêm kiến thức về lịch sử, văn hóa, danh nhân của các vùng đất ở địa phương nói riêng và tỉnh Khánh Hòa nói chung. Tỉnh đoàn Khánh Hòa phối hợp cùng Trường Đại học Thái Bình Dương và Ban dự án Người dân Khánh Hòa nói tiếng Anh sáng nay đã tổ chức vòng chung kết cấp tỉnh hội thi Olympic tiếng Anh học sinh sinh viên tỉnh Khánh Hòa lần thứ 3 năm 2023 bảng học sinh. Hội thi diễn ra từ ngày 17 tháng 4 năm 2023 tại vòng sơ loại theo hình thức thi trực tuyến trên website đã thu hút 13.300 thí sinh tham gia thi, hơn 32.000 lượt dự thi và hơn gần 800.000 câu hỏi được trả lời. Kết thúc vòng sơ loại, ban tổ chức đã lựa chọn được 20 thí sinh xuất sắc nhất đại diện hai bảng sinh viên và học sinh tham gia tranh tài tại vòng chung kết cấp tỉnh của hội thi. Tại vòng chung kết bảng học sinh diễn ra vào sáng nay, các em tranh tài sôi nổi ở hai phần thi gồm hùng biện và trả lời câu hỏi của ban giám khảo để tìm ra thí sinh xuất sắc nhất. Nhằm tăng cường quảng bá du lịch, sáng nay hãng hàng không Vietravel Airlines phối hợp với Vietravel Nha Trang tổ chức chiến dịch kích cầu quảng bá điểm đến du lịch Nha Trang Khánh Hòa. Chiến dịch kích cầu quảng bá văn hóa điểm đến được thực hiện tại những địa điểm du lịch nổi tiếng tại thành phố Nha Trang như Tháp Bà Ponega, danh thắng Hòn Chồng, Nhà thờ núi, Tháp Trầm Hương, dọc các tuyến biển Trần Phú, Phạm Văn Đồng. Đây là những điểm đến trong hành trình khám phá mảnh đất xứ Trầm Biệt Yến được nhiều du khách quan tâm. Qua chiến dịch quảng bá truyền thông, giúp du khách trong và ngoài nước hiểu thêm về những địa điểm du lịch đặc sắc của thành phố biển. Ngoài ra, hoạt động còn giới thiệu du khách những địa điểm du lịch nổi tiếng cả nước qua pano, affix, tờ rơi, clip như Hang Múa Hà Nam, Địa tạng Phi Lai Tự, Quần thể Tam Chúc, Hà Giang, Lũng Cú, Cao nguyên Đồng Văn, Thiền viện Trúc Lâm Tây Nguyên, Vườn Quốc gia Cát Bà. Hoạt động quảng bá nằm trong chuỗi các sự kiện xúc tiến du lịch được đơn vị triển khai trong mùa hè năm nay, qua đó góp phần quảng bá hình ảnh, sản phẩm đặc trưng, giới thiệu tiềm năng du lịch, điểm đến tiêu biểu của các tỉnh thành trong cả nước đến với đông đảo người dân và du khách, hướng đến mục tiêu phục hồi và phát triển du lịch bền vững. Chương trình sẽ kéo dài từ nay cho đến hết ngày 23 tháng 7. Thưa quý vị và các bạn, hồ chứa nước là công trình thủy lợi quan trọng, vừa thực hiện nhiệm vụ tích trữ nước, điều tiết cho sản xuất, vừa chủ động phòng chống lũ cho vùng hạ du. Nhằm chủ động ứng phó với tình hình thời tiết cực đoan thiên tai năm 2023, công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa, đơn vị được giao quản lý hồ chứa trên địa bàn tỉnh, đã chuẩn bị các phương án ứng phó mưa lũ, bảo đảm an toàn đập và các công trình thủy lợi đang được vận hành khai thác. Toàn tỉnh hiện có 31 hồ chứa nước, 28 hồ thủy lợi, 3 hồ thủy điện với dung tích toàn bộ khoảng 250 triệu mét khối nước. Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên khai thác công trình thủy lợi Khánh Hòa đang quản lý vận hành khai thác 18 hồ chứa và 32 đập dân.
Trong số đó có 14 hồ chứa dung tích lớn gồm 9 hồ điều tiết nước qua tràn có cửa van, 2 hồ điều tiết nước qua tràn tự do kết hợp cửa xả sâu và 3 hồ điều tiết nước qua tràn tự do. Lưu vực các hồ này vào mùa mưa thường xuất hiện lũ từ thượng nguồn đổ về. Để đảm bảo an toàn đập, công ty đã bố trí nhân lực thường xuyên theo dõi, kiểm tra các hạng mục tại công trình đầu mối, các vị trí đóng mở tràn, vận hành hệ thống điện nhằm phát hiện và xử lý ngay những nguy cơ gây mất an toàn công trình. Rà soát, cập nhật lại phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, đảm bảo an toàn hồ chứa nước theo quy định tại điều 22 của luật phòng chống thiên tai, kiện toàn là ban chỉ huy phòng chống thiên tai của công ty về cái vật tư, vật liệu tập kết tại các cái cụm công trình, các cái thiết bị phòng chống như là đá học, rồi bao tải và các phương tiện vận chuyển để đảm bảo cho cái công tác phòng chống khi công trình có sự cố xảy ra. Thì sở nghiệp viễn thông sẽ chỉ đạo đơn vị quản lý các hồ là khẩn trương khắc phục trước mùa mưa lũ bão để đảm bảo vấn đề an toàn công trình tuyệt đối và trong vấn đề là phòng chống ứng phó bão lũ, và quan trọng nhất là vấn đề là công trình phải đảm bảo an toàn trong vấn đề vận hành, đặc biệt là các vị trí các tràn, các vị trí cống lấy nước. Về công tác quản lý an toàn hồ chứa, công ty đã tổ chức kiểm tra và xác định các hạng mục bị hư hỏng. Cụ thể có 4 đập bị thấm, gồm Đồng Bò, Am Chúa, Suối Dầu, Cam Ranh, một hồ bị sói lở thân tràn, đuôi tràn và tiêu năng. Cống lấy nước của các hồ Đá Đen, Tiên Du, Suối Sim, Cam Ranh và Suối Hành bị hư hỏng phần cơ khí. Để đảm bảo an toàn công trình trong mùa mưa lũ, đơn vị kiến nghị cấp thẩm quyền quan tâm trước mắt đầu tư kinh phí sửa chữa, nâng cấp các hạng mục cấp thiết như cống lấy nước các hồ Đá Đen, Tiên Du, Suối Sim, xây tràn sự cố hồ Cam Ranh, trang bị máy phát điện dự phòng phục vụ vận hành tràn điều tiết nước hồ Láng Nhớt. Đối với hiện trạng hư hỏng các công trình, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh yêu cầu công ty khắc phục ngay những hư hỏng nứt gãy hệ thống kênh chính, tràn xả lũ, thân đập nhằm đảm bảo an toàn công trình, đẩy nhanh tiến độ dự án sửa chữa mái hạ lưu tại các hồ Đá Bàn và hồ Hoa Sơn, lập phương án phối hợp với các ban ngành của tỉnh nhằm chủ động ứng phó với thiên tai, mưa lũ sắp tới. Vấn đề an toàn hồ chứa thì hiện nay thì tỉnh cũng đang xem xét cao chủ trương để Sở Nông nghiệp Phát triển Nông tiến hành lắp đặt các camera đối với các vị trí hồ chứa trọng yếu để đảm bảo vấn đề vận hành an toàn hồ chứa một cách chủ động, cũng như là truyền tải tất cả các thông tin về mực nước, lưu lượng các hồ về để cho ban chỉ huy phòng chống thiên tai của các cấp nắm và có cái hướng chỉ đạo kịp thời trong công tác ứng phó, đặc biệt là vấn đề ngập lụt đối với vùng hạ du. Nhằm chủ động phòng chống thiên tai, Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn tỉnh đề nghị đơn vị tiếp tục rà soát, cập nhật phê duyệt phương án ứng phó thiên tai, kiện toàn ban chỉ huy phòng chống thiên tai tại đơn vị, tiến hành tập kết vật tư, trang thiết bị tại công trình để đảm bảo nhanh chóng xử lý bước đầu đối với các sự cố đột xuất, sẵn sàng các phương tiện thông tin liên lạc trong mùa mưa lũ như điện thoại, fax. Ngoài ra, công ty còn phối hợp cùng với chính quyền địa phương lập phương án ứng phó xử lý khắc phục sự cố mất an toàn công trình đập hồ chứa nước và phương án di dời người dân trong phạm vi ảnh hưởng của công trình hồ chứa. Chương trình thời sự trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Và ngay sau đây sẽ là những thông tin thời tiết. Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng theo dõi bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa. Thưa quý vị, hôm nay trên cả ba miền Bắc, Trung, Nam, trời nhiều mây, có mưa dông, lốc, sét và gió giật mạnh, cần đề phòng lũ quét, sạt lở đất. Ngay sau đây là thông tin thời tiết các khu vực trên cả nước trong ngày hôm nay. Khu vực phía Tây Bắc Bộ có mây, ngày nắng gián đoạn, chiều tối và đêm có mưa rào và dông vài nơi, nhiệt độ thấp nhất có nơi dưới 23 độ và cao nhất trong khoảng từ 34 độ. Khu vực phía Đông Bắc Bộ có nhiệt độ trong ngày dao động từ 24 cho đến 33 độ. Ở khu vực nhiều mây, có mưa rào và dông vài nơi. Riêng đồng bằng ven biển, sáng có mưa rào rải rác và có nơi có dông, ngày nắng gián đoạn. Các tỉnh từ Thanh Hóa đến Thừa Thiên Huế, nhiều mây, sáng có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, sau có mưa rào và dông vài nơi. Ở phía nam khu vực, về chiều và tối có mưa rào và dông rải rác. Cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Có mây, có mưa rào và dông vài nơi là hình thế thời tiết các tỉnh thành ven biển từ Đà Nẵng và đến Bình Thuận. Riêng chiều tối và tối có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to, nhiệt độ trong ngày dao động trong khoảng từ 25 cho đến 34 độ. Ở Tây Nguyên có nhiệt độ thấp nhất là khoảng 20 độ và cao nhất có nơi trên 30 độ. Ở khu vực này nhiều mây,
chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Khu vực Nam Bộ, nhiều mây, chiều và đêm có mưa vừa mưa to, có nơi mưa rất to và rải rác có dông. Nhiệt độ ngày và đêm trong khoảng từ 23 cho đến 31 độ. Bản tin dự báo thời tiết trưa nay của Đài Phát thanh và Truyền hình Khánh Hòa đến đây là hết. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.